hết giờ rồi, chúng ta về nghỉ, chuẩn bị ngày mai kiểm tra tiếng Việt nhá. Dạ. Suốt ngày kiểm tra. Văn hay chữ tốt. Trời đất rồi. Người ta nói á hả, gần mực thì đen mà gần Noel thì sắp thi. Suốt ngày thi tội nghiệp với thân hình nhỏ bé của mình. À không, cũng không nhỏ lắm. Tuần này á hả, nào là kiểm tra toán, kiểm tra anh văn, rồi ngày mai còn cả kiểm tra tiếng Việt nữa, làm sao mà học cho nổi. Giờ sao đây trời. Đúng rồi, nếu mà mình học không nổi thì mình chết phao thôi. Ủa, làm sao học nổi được. Chết phao mới được. Chào Lương Mập. Ê, học bài chưa? Tất nhiên là chưa, nghĩ sao học được cái bài dài như vậy. Trời, lát kiểm tra tiếng sao? Yên tâm đi, tôi chép phao rồi, ở trong này nè, lát lôi ra chép. Cái gì, có phao hả? Lát là tôi chép mới nha. Yên tâm, lát tôi cho ông chép cùng. Chào cả lớp, hôm nay các em đi học sớm thế. Như hôm qua cô đã nói thì hôm nay chúng mình sẽ kiểm tra miệng tiếng Việt nha. Hả? Kiểm tra miệng. Nhưng mà cô ơi, em tưởng là hả, kiểm tra 15 phút hay 1 tiếng gì viết bằng giấy á cô. Thì tuần này thì thực ra cô cũng biết là chúng ta là kiểm tra rất là nhiều. Vì vậy là hôm nay là cô kiểm tra miệng cho nó nhanh nhá. Thôi xong, chuẩn bị phao mà cô kiểm tra miệng cũng như không. Xong luôn, có học bài đâu mà kiểm tra miệng. Rồi, lớp mình các em nào xung phong không nào? Hay là để cô gọi tên? Ê cái trớn, dạo này tôi thấy ông điểm cao lắm. Ông xung phong giùm tôi ấy. Nhưng mà tôi có học bài đâu mà xung phong. Thế không em nào xung phong à? Kìa, cô hỏi kìa. Thôi rồi, bà cứ yên tâm, để tôi. Cảm ơn ông nha. Dạ, thưa cô, em xung phong kiểm tra miệng ạ. Bạn cà chớn hôm nay giỏi thế nhỉ? Thôi được rồi, cà chớn lên đây kiểm tra miệng trước nào. Dạ thưa cô, tập của em đây ạ. Giỏi, rồi em đọc đi. Dạ, là theo như Tổ chức Y tế Thế giới nghiên cứu thì một ngày chúng ta nên đánh răng 2 lần, một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ và một lần là buổi sáng sau khi ngủ dậy. Đó, do đó là em đánh răng ngày nào em cũng đánh răng 2 lần hết á, nên miệng của em á không có bị hôi, rất là sạch các cô. Này cô xem nào. Răng em không bị sâu luôn á. Trời đất ơi, em đang nói linh tinh cái gì vậy cà chớn? Dạ, thì cô bảo kiểm tra miệng đi, em há miệng cho cái kiểm tra mà. Trời ơi, em bị khùng rồi. Tại vì hả, mỗi lần em đi khám răng của nha sĩ á, nha sĩ bảo là hả, há miệng ra cho nha sĩ kiểm tra. Nên là em thấy cô bảo kiểm tra miệng thì em nghĩ cô cũng làm nha sĩ á, nên em há miệng. Chắc tôi chết mất. Minh Mập, tát cà chớn 231 cái cho nó tỉnh ra giùm cô coi. 231 cái lận hả cô? Xin lỗi ông nha, cô giáo bắt tôi tát đó, chứ tôi không muốn tát đâu. Tát nhẹ thôi. Nhưng mà cô bắt phải tát mạnh cơ, tát nhẹ cô không có đếm đâu. Đây mà tát đi. Quay qua đây. Dạ thưa cô, 230 cái rồi đó cô, còn cái cuối cùng nha cô. Khoan, tốt, mình mập rất tốt, còn cái cuối cùng để tôi. Dạ vâng ạ, vậy thì cô xử lý cái cuối cùng nha cô. Chị ơi, xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em có còn nhớ video mất đồ dùng học tập của tuần trước không? Chị cảm thấy là video đó được rất là nhiều sự yêu thích của các em và rất là nhiều sự đồng cảm. Và các em yêu cầu chị hãy làm thật là nhiều tình huống ở trong lớp học nữa. Thì chị Cà Chua cảm thấy là tình huống vừa rồi, tình huống kiểm tra miệng là vô cùng hồi hộp đúng không các em? Đi học thì chúng ta có rất là nhiều loại kiểm tra một tiết, kiểm tra 15 phút, kiểm tra học kỳ, kiểm tra giữa kỳ, còn có cả kiểm tra miệng nữa chứ.
chị thấy là thầy cô giáo của chúng ta đâu phải là nha sĩ đâu, đâu có học bác sĩ ra đúng không? Nhưng mà ngày nào cũng đòi kiểm tra miệng của chúng ta đó các em ạ. Thật là kỳ lạ đúng không? Và mỗi lần kiểm tra miệng thì chị cứ vô cùng hồi hộp. Ngày xưa lúc đi học á, có nhiều thầy cô của chị còn thích kêu số đâu không? Bốc số giống như là bốc lô tô vậy đó. Bạn nào mà chưa học bài chắc chắn là ngồi hồi hộp bên dưới. Và chúng ta sẽ không biết số phận của mình sẽ đi đâu về đâu khi mà các thầy cô cứ thích bốc số lô tô như vậy. Nếu bạn nào mà không thuộc bài mà được kêu trúng số chắc là tiêu đời luôn. Không biết các em có như vậy không? Nhưng mà chị rất là hồi hộp mỗi lúc mà kiểm tra miệng đó các em ạ. Ừ. Và các em còn muốn xem thật là nhiều tình huống trong lớp học. Và có một tình huống này nữa thì các em biết không, lúc mà đi học á, ai cũng nghĩ là cô giáo hiệu trưởng, cô hiệu trưởng là một cái người mà vô cùng quyền lực trong lớp học đúng không, có quyền cao cả nhất ở trong trường học luôn. Tuy nhiên là tại vì ngày xưa đi học á, cô hiệu trưởng của chị á, không trực tiếp dạy lớp chị, cho nên là chị cảm thấy không sợ cô hiệu trưởng lắm, mà chị chỉ sợ cô giáo bá đạo thôi. Ngoài ra chị còn sợ một nhân vật, chị nghĩ là quyền lực mà không kém gì cô giáo bá đạo, cũng không kém gì cô hiệu trưởng, thậm chí còn quyền lực hơn đó. Đó chính là bác bảo vệ. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp bác bảo vệ bá đạo của trường học bá đạo. Bác bảo vệ lúc nào cũng ngồi trước cổng trường và soi chúng ta trước khi chúng ta bước vào lớp đó các em. Đó là quyền lực đúng không? Và trước khi xem về bác bảo vệ bá đạo thì các em hãy thực hiện thử thách 4 nhảy để bấm like cho video này. Chúng ta có 4, 3, 2, 1, xong. Chúc mừng tất cả các bạn đã bấm like thành công cho video này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem bác bảo vệ bá đạo nha. Hôm nay đi học hả? Mình chuẩn bị quá trời đồ ăn luôn. Đó. Còn có cả trà sữa nữa. Hy vọng hôm nay là sẽ không bị buồn ngủ một tí nào hết. Dạ, con chào bác bảo vệ ạ. À. Ừ, chào cháu. Thế cháu đi đâu đấy? Ok, bác buồn cười nhỉ. Con đi học chứ đi đâu? Thế à? Thế cháu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thôi chết. Chắc là con đi muộn mấy phút quá. Đúng rồi. Đi học là phải đúng giờ. Đây là trường học, có quy định nội quy rõ ràng, chứ không phải là cái siêu thị mà muốn đến lúc nào đến nghe chưa? Dạ. Con chỉ muộn có mấy phút thôi mà bác. Bác cho con vào lớp đi nha, lần sau con hứa là sẽ đi đúng giờ nha bác. Đâu có đơn giản như vậy được. Mà hả, bác thấy là cháu đi học cho đem cái gì đi vậy? Dạ, thì con mang sách vở cặp đi học đi đâu nè. Thật không? Dạ. Cái này hả bác? Cái này là đồ ăn chống buồn ngủ trong những giờ vô cùng buồn ngủ của con đó bác. Cái gì? Cháu đi học hay cháu đi chạy lũ mà cháu mang đồ ăn nhiều vào lớp như vậy? Dạ, tại vì họ, trời ơi, lớp con hả, có những giờ học buồn ngủ lắm bác. Chỉ có ăn vụng trong lớp thì mới chống được buồn ngủ thôi, chứ nếu không con lăn ra con ngủ khò khò luôn á. Thôi, hỏng, hỏng thật rồi. Ồ, vậy rồi giờ sao hả bác? Thì bác ngồi đây á, bác là bảo vệ. Bác hả, bảo vệ cho các cháu học hành an toàn, không lo sợ cái gì cả. Mà bác chưa bao giờ có cái gì mà cho nó hết buồn ngủ cả. À, con hiểu rồi. Vậy thì giờ vậy đi. Con sẽ đưa hết cái đồ cứu đói này cho bác ăn cho để bác đỡ buồn ngủ nha. Đây, 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 đồ cứu đói của con. Con đưa hết cho bác. Đây, bác cầm lấy đi. Nhưng mà họ cái ly trà sữa này bác để lại cho con nha, để cho con uống. Đây của bác đây. À, thôi được rồi. Coi như là lần này là bác nhắm mắt cho qua nhá. Chứ còn nội quy của nhà trường là không được mang đồ ăn vào lớp học đâu. Nghe chưa? Được đấy, thôi rồi cháu vào lớp học đi. Dạ vâng ạ. Vậy thôi bây giờ con vào lớp nha bác. Bye bye bác. Đó, thấy chưa? Bác bảo vệ trường chị quá quyền lực đúng không em? Trời ơi, còn quyền lực hơn cả cô giáo bá đạo hay cô giáo hiệu trưởng luôn đó. Nghe em cảm thấy là bác bảo vệ của trường chị có bá đạo hay không? Và ngoài ra trong video ngày hôm nay thì chúng ta còn có một tiết mục gọi là tiết mục chào cờ. Ôi, chị nghĩ tiết mục chào cờ là một hình thức phơi nắng tập thể hợp pháp mà chúng ta không thể nào mà phản đối được đó các em. Mỗi đầu tuần thì chúng ta sẽ phải có một tiết mục chào cờ dưới trời nắng chang chang. Hoặc là nếu mà những ngày nào mưa thì... Đó, nói chung là... Cái nỗi khổ này chỉ có học sinh chúng ta mới hiểu thôi đúng không?
Sau khi chào cờ xong, chúng ta còn có tiết mục sinh hoạt dưới cờ, cũng là phơi nắng tập thể luôn. Mà trong thời gian đó, chúng ta nghe hết người này đến người kia nói và chúng ta phải giữ im lặng. Cả lớp, nghiêm túc nào. Hôm nay là đầu tuần cho nên là chúng ta sẽ thực hiện nghi thức chào cờ nhé. Hả? Chào cờ đó hả? Tuần nào cũng chào cờ hết á. Chắc chết với nắng quá. Nắng quá. Cô ơi, hôm nay nắng quá, hay tuần sau chào cờ bù được không? Hai cái em này, chào cờ có mấy phút thôi mà còn lười. Không nói nhiều nữa. Cả lớp, chào cờ, chào. Dạ. Dạ. Chào cờ. Đấy, có mỗi vậy thôi mà cũng không làm được. Đúng nghe anh đấy. Chào cờ xong, hát quốc ca xong cô mới cho nghỉ nghe chưa? Đứa nào mà nhúc nhích mà sai vị trí là chết với cô. Chị Ba Cháy hả? Trời ơi, chị khỏe không? Em đang cho học trò em chào cờ. Chào cờ đâu Tuấn đó chị? Đúng rồi, trời ơi, tuần này kiểm tra nhiều lắm. Cái lớp chị thế nào rồi? Hôm nay em cho kiểm tra miệng này. Xong rồi á, chắc vài bữa nữa là kiểm tra học kỳ đó chị. À vâng, 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 đúng rồi, đúng rồi. One hour later. Thôi chết. Nãy giờ quên cho học sinh nó nghỉ. Trời hai em, dậy dậy. Sao tự nhiên nằm lăn ra cả đây thế này? Cô ơi, cho cô nói hơn cho tụi em chào cờ cô chút xíu à. Mà cô bắt em đứng cả tiếng đúng không? Em hiểu không nổi, em xỉu luôn rồi. Giờ em xỉu tiếp đây. Cô quên mất. Cô mãi nói chuyện điện thoại quên cho các em nghỉ. Thôi được rồi, dậy đi vào lớp học nào. Đó, các em thấy không? Mỗi đầu tuần chúng ta đều phải chào cờ như vậy đó các em ạ. Và vừa rồi là ba tình huống mà ngày xưa chị Cà Chua đi học chắc chắn là chị Cà Chua sẽ gặp phải. Kiểu không biết là thời nay các em đi học sẽ như thế nào. Nếu như các em cũng đồng cảm với chị thì hãy để lại bình luận. Và các em nếu như mà muốn chị Cà Chua làm video về những tình huống nào nữa thì cũng hãy gợi ý cho chị ở bên dưới nhé. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em.